der Shitspawn habe ich hier erwischt. Der ist besser als 6, auf jeden Fall. Das ist einer am Wohnwagen. Und da ist einer an der neben der Angrab. Schöne Bock, schöne. Ja, schon gesandt. Alle die Kopf. Achso, wir haben auch schon Uhr. Und ich habe mich aber ach ja. Zombie hinter dir. 2, einer tot. Gott. Wo ist er? Nice, Digga. Aber wo ist der Fuck? Wo ist der dumme Belletti? Der Hohensohn. Cũng giống như là ra video cùng ngày như vậy. Nhưng đấy người ta gọi là kỹ năng. Còn cho đến khi mà họ bị lên án, kết án bởi một tổ chức chính thống thì đến giây phút đấy với mình mọi thứ vẫn chưa thể kết luận. Mà kể cả việc cho đến khi bị kết luận, chuyện đấy cũng còn chưa biết đến bao giờ. Có một bạn có comment ở trên Facebook của mình và nói như sau. Vâng, thưa cái ông Úc Châu, giọng kiểu mỉa mai. Tôi đang sống ở Mỹ, ông có biết là việc đạo bản quyền ở Mỹ là căng thẳng lắm không? Mà ông dám nói là hơi biết hơi giống nhau là bình thường. Xỉa sói mình. Bạn có biết là khi mình đọc được cái comment đấy của bạn, mình cảm thấy là bạn đang tự vả vào mồm mình không?